xin chào ông bà cô chú anh chị em đã đến với kênh của bé Hạt Tiêu. Hello, ôm chị xin chào quý ông bà cô chú đang xem trên kênh của bé Hạt Tiêu nha. Hôm nay là Huy tí hơn nha ông bà cô chú. Hôm nay em làm gì mà có hành rồi có bắp lum la chân vậy bé? Cái này thì em cũng không biết nữa. Em định làm bắp xào hành. Bắp xào hành hả? Hành xào bắp. Nói chưa hôm nay là chị Huyền với chị Hai với chị Út Mini thì đang đi làm giấy tờ công chuyện ở cả nhà, nên là có bé Hạt Tiêu, có chị Út, có Huy ở nhà thôi, thì mọi người là giao cho ba chị em một nhiệm vụ làm đó gì? Là làm gọt cái bắp này ra đúng không chị? Đúng rồi. Xong xào lên để làm bánh tráng nướng cả nhà. À biết rồi, lại nãy có nghe chị Tư nói là bánh tráng nướng là bữa chị Tư bán ở đây nè, nhưng mà Út với lại bé Hạt Tiêu với Huy là chưa có được ăn bánh tráng nướng của Tư, nên là Tư nói là thôi mấy đứa ở nhà cứ lục hành, lục hành lục bắp xong hết trơn sẵn hết đi, để nó đi tí về mọi người về cái mình làm bánh tráng nướng. Nên là hôm nay ba tụi em sẽ làm, nhưng mà em không biết làm nên là phải đợi mọi người về nha cả nhà. Chị cũng không biết nữa. Cái này thôi. Mình cứ lặt hành sẵn nè, lột bắp xong cái mình rửa, mình sắc nhuyễn hành ra, rồi cái đợi mọi người về đi rồi cái mình làm ha. Xào trước đúng không chị? Đúng rồi, xào trước bắp là hình như là một hồi mình cứ tách hột ra. Thường thường ăn bánh tráng nướng và tách hột bắp không ta? Hả? Phải không? Thường thường là em thấy người ta là cắt bắp ra hả? Mình tách hột ra được không? Được. Mình tách hột ra mình xào cho nó chín. Được rồi, cắt rồi. Rồi cái mình làm gì nữa biết không? Mình đi mua trứng. Trứng cút. Đúng rồi, mua trứng cút. Mà đừng có mua trứng cút lộn nha. Trứng cút rồi ấy á. Trứng cút tươi. Trứng tươi hả? Ừ. Em thấy là người ta cái trứng quét là bỏ hành vô đầu tiên. Ừ. Chúng mày bỏ trứng. Ừ. Huy hay quá ta. Cứ bỏ đồ vô. Huy giỏi quá. Mấy bắp món ăn vặt thì nói gì nữa. Huy là ông trùm ăn vặt mà. Nên là phải biết cách làm đúng không Huy? Ngồi Huy làm bánh tráng nướng. Huy làm đi cho chị với mọi người ăn. Em chỉ cái gì ta làm xem nó vậy thôi, em không biết làm. Ủa sao không biết làm? Thấy là phải biết chứ. Chị quen là có một chỗ là bánh tráng nướng ngon lắm. Vậy à? Bữa nào chị về Huy dắt chị đi ăn à? Ok. Ở đó, ở chỗ đó là có bánh tráng nướng nè, trứng nướng, hào nướng, chân gà, hào hấp gì đều có đó. Ở gần biển chắc có mấy đồ biển nướng ha, nhiều không Huy? Đúng rồi, nhiều lắm chị. Khi nào về quê Huy dẫn mấy chị đi nha. Về khám phá quê của Huy mới được. Đây, cái bắp nè. Cái này gọi là gì Huy? Cái này là rau bắp. Phải không? Từ là lông bắp. Lông của bắp á. Rau chứ lông gì? Rau, rau bắp. Rau bắp. Cái này mình xào cũng được nè, bắp mình xào ăn cũng được á. Bắp này luộc ăn ngọt lắm. Tại vì Huy nó đang thèm ăn bắp luộc đó. Cho bắp nha. Một cây một bắp. Ba chị em mình ăn không? Đủ không? Chắc được. Cái này mình bào ra cũng nhiều á. Đâu phải bào. Tách hộp ra. Mình bẻ đôi ra xong rồi mình cày á. Chỗ vơi chỗ dễ đúng rồi. À vậy à. Cái này là mình tách ra luôn hả? Tách từ trên xuống dưới. Gì nè. Ngày xưa, đúng không Huy? Đây nè, đây nè đó. Bây giờ em chỉ ra. Ngày xưa không? Hai hàng. Hai hàng trên này nè. Hai hàng xuống xuống dưới xong rồi chị lấy cái cục cháo này bạch bạch ra là hết rồi. Ngày xưa ở quê em có bắp khô nên là cũng hay tách hạt như này. Bắp lên nấu là bắp đỏ đó chị ba. Ừ. Làm gì bé? Nấu làm gì? Để nấu. Làm bắp cốm nè. Giống như ví dụ mà bắp nó già rồi á chị, thì mình luộc lên thì nó sẽ không có ngon. Ở quê em là có món bắp hầm đúng không? Bắp hấp. Là mình sẽ luộc ra như này nè, xong rồi mình ba chị dạy cái em bắp đỏ đó biết làm gì không? Làm gì? Làm cái ống tôm á. Ống dài dài á. Không, quay chị làm cá biết đó hả? Không. Quay em là với em là nổ cát ăn ngon á. Không, quay chị là người ta sẽ nấu lên á, người ta nấu với bột vôi trắng á chị Út. Xong rồi nó mềm lắm á. Ừ, nó mềm như bắp non luôn mà. Ngon lắm không? Ừ. Bữa nào có dịp về quê em thì em làm chị ăn. Ừ. Tách ra như này để ngồi tách. Lâu quá. Thôi để mình tách xong đi, hồi đợi mọi người về làm tiếp. Đi ra làm công đoạn nào thì cứ quay cho cả nhà xem tiếp nha. Bây giờ chắc phải nhớ Huy vô tách dùng hai chị ha. Ok rồi. Rồi bây giờ sẽ xắt hành ra để bỏ vô bánh tráng nướng nha nhà. Chị em mới được một việc nha. Chị Út thì đang đây. Đây là rau bắp. Làm tấm tám. Chặt rau bắp. Còn nào?
Lần đầu tiên được làm món bánh tráng nướng luôn á. Toàn là em đi ăn không à. Lần đầu tiên được từ tay làm đúng không Huy? Đúng rồi. Toàn là đi mua ngoài quán ăn. Đây. Ôi sao em cắt dày quá vậy Huy? Dày á hả? Ừ. Nhỏ nữa trời hả? Trời ơi, cắt như vậy một hồi về chị Tư la. Nhỏ nữa hả? Nhỏ như vậy hả? Đúng rồi. Em cắt giống như em kho trứng vậy Huy. Lần đầu tiên của Huy nên là hơi bất ngờ. Đúng rồi, vậy nhỏ vậy lại cũng phải có lần đầu tiên đúng không Huy? Đúng rồi, lại là nhỏ lại đúng không chịu? Ừ. Nhỏ như vậy được chưa? Chưa. Phải sắc nhuyễn kìa, em sắc vậy sao nướng nó chín. Sắc nhuyễn nữa hả? Đúng rồi. Được không? Ổn không? Được không? Để chị ba xác. Dễ hả? Không, nhuyễn nữa. Dễ hả? Ừ. Dễ. Chứ em ăn bánh tráng nướng mà có ai mà sắc hành to vậy đâu. Quy định làm món trứng xào. Trong nhà còn mấy cái trứng kìa, chiều nay chiên ăn đi. Chắc nhuyễn luôn rồi trời. Ừ. Quy định sắc đâu? Để chị ba sắc đi. Được không? Sắc đi nào. Dạ, được cái gì? Nè, được không? Sắc đi. Sắc tiếp nè. Được. Thôi, chị sắc đâu đi, sắc đi thôi. Không, mẹ phải tập chứ. Ừ, phải cái tập gì? Mai mốt phải cứu vợ nữa chứ hả? Đúng rồi. Mai mốt phải nấu cho bữa ăn nữa chứ hả? Đúng. Bỏ rồi. Cái này vô trong tô. Đó. Đây nhỏ xíu. Thôi, nói chung là thất bại lần đầu thì sẽ có lần 2. Ừ. Lần 2 thất bại tiếp. Không, lần 2 sẽ sắc ngon hơn. Nè, chị sắc thử cho xem. Cho nó nhuyễn với em biết không? Chứ em mà sắc dày quá. Nè. Rồi em biết rồi. Em lấy cái dao to nó mới dễ sắc chứ em cái nhân. Dao to hả? Ừ. Để lấy cho em coi. Tại vì nè, lần đầu mình làm mà phải có sai sót chứ. Đâu phải cái gì cũng thành công được. Ừ. Đúng rồi. Em vừa cưỡi. Huy vừa cưỡi. Đông 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 đông. Ok vô chưa? Ok. Chị thấy ok đó Huy. Phải canh nữa nè. Chị thấy nước tay nè. Cái tay nhỏ xíu quá. Giỏi lắm nha. Chị lại tưởng cộng hành. Đừng tưởng cộng hành nha Huy. Rồi Huy sắp đi nha. Chị sắp máy chị sắp phụ nha. Ok. Có rồi đó, bây giờ hai chị em sẽ cùng nhau sắc nha cả nhà. Cho nó mau xong ha. Bộ định sắc cái thành luôn hả? Đúng rồi chị. Sắc cái thành luôn đi ha. Đúng rồi. Cái này mình bỏ ra điện làm nấu trứng đi ha. Ừ. Ở gần đây á ha, cả nhà cứ ăn rồi ra đó ngồi ngắm thuyền đi qua, tàu đi qua. Chiều nay đi ngắm hoàng hôn coi. Hoàng hôn đâu chị Nam? Không biết chiều nay có hoàng hôn không ta? Sửa mưa. Ngắm hoàng hôn. Sửa mưa. Đó, Huy sắc nhanh quá trời luôn á. Ê, cái mùi hành nó cay con mắt chị luôn nè. Khóc. Cay lắm á. Cay lắm chứ không có giỡn đâu nha. Đây, em sắc. Được không chị ba? Em cũng mê chê ba lắm hả? Chê ba. Sao Huy? Thấy chị ba sắc chưa? Vậy là nhỏ dữ chưa chị ba? Nhỏ dữ đó. Sao nó cái con dao này nè? Nó nhỏ. Con dao nó khó sắc. Cái con như Huy nó dễ. Cái này á, mình làm những cái hồng hành này nè, xong cái mình có trứng cút mà mình có cái chảo trong dính giống như là bánh thọt vậy đó. À. Mình đổ trứng vô á, mình bỏ hành vô, bỏ bắp, bỏ xúc xích vô. Cũng ngon lắm á. Em khóc nha. Trời ơi, ai làm dạ bắt làm dâu quá khóc hả? Có một cách khi mình xách hạ, mình xách hành để mình không phải khóc. Để bất kỳ. Đúng rồi, Huy rồi của ta. Để mắc kiến vô Huy.
thấy đường đâu để thấy đường đâu cắt, nó bắt kiến tí nó cắt chung cái tay, thấy đồ đồ là hiểu đó. Hành không đứt mà tay đứt là chết rồi. Bây giờ thì chị Út, chị Hai với chị Huyền thì đã đi công việc về rồi nha cả nhà, nhưng mà trời tối thu rồi mà bắp thì đó. Em bắp kể cho cả nhà nghe nhá. Chưa nói là mình em bảo bắp ra nhưng mà chị Út nói không. Mình thấy tay mình bắp tỉnh hụt cả nhà, thôi chà bã luôn. Bây giờ phải xào ăn cái gì luôn, không có nữa. Không, nhờ vậy có bắp xào ăn lại còn la chị nữa. Nhưng mà hồi nãy mình bắp bắp hành đúng không? Xào hành là hợp lý rồi đó. Thì đây bắp xào hành. Đây, cái này hồi nãy mình nghĩ sang đây. Đây nè. Đây là cả nhà. Kêu sắc ở nhà sắc bắp đi để mình về mình nướng bánh tráng. Giờ bắp găng bơ luôn. Hả? Là hồi trước em với Huy ăn được hai trái rồi đấy. Vậy hả? Trái rưỡi. Trái rưỡi. Giờ khai ra đi. Lấy dầu, lấy dầu. Luộc ăn hết trái rưỡi. Thôi lấy dầu đi, đừng lấy bơ mẹ nữa. Là sao luộc ăn hết trái rưỡi hả? Đúng rồi. Em với Huy luộc ăn hết trái rưỡi. Biết sao không? Sao? Tại vì thấy bà nhiều quá, còn Huy lại làm gì luộc ăn luôn. Dễ dàng. Chạy ít thôi nha, đừng có được chạy dầu đó. Ít thôi nha, không gì. Rồi mà ba đứa ở nhà ăn sao mà còn trái không tin vậy? Em đâu có ăn đâu, không ăn thôi à. Em có ăn. Trời ơi. Em nãy chưa ăn đó, nãy em mấy cái bắp đâu có đâu ăn được nữa. Huy ăn một trái, em ăn được trái. Cái này có ăn được không? Thôi bỏ đi. Uổng cáo quá à. Uổng giờ biết làm sao vậy? Uổng giờ mình cũng đâu biết làm gì đâu đúng không? Mình ăn là mình ăn. Thôi. Cô thôi đây, tí thôi tối ai đó thì mình không lại ăn hả? Chị hay bỏ cá. Uống. Ừ. Còn gì không ta? Làm chứng đúng không? Em chừng chị Út biết làm. Cái là theo chị đi. Ê còn con guốc nữa đó, lấy con guốc ra chúng. Con guốc ở đâu? Đây đây chị đi tìm con guốc chẳng. Con guốc là con gì? Con guốc. Con chén ơi, người ta gói thế này được rồi Huy. Chị thấy nó sôi đó. Rồi, bà đổ vô, đổ vô. Đổ cho trời thôi chị ơi. Không, dầu thôi chị ơi. Bơ là bắp xào hành hả? Dạ. Đây chị có cái này. Đây em bên em mới tài trợ vô là bán bắp xào nha nhà. Ai mua thì dưới bình luận dưới nha. Nhớ ạ. Huy sẽ ship nha cả nhà. Huy cho anh sẽ ship cho cả nhà nha. Ai ăn thì cả nhà ship công. Đúng rồi. Rồi ship Huy gấp máy bay Huy ship. Huy máy bay tới. Đang qua em hỏng á. Chị ra nhìn sao cái kiểu gì mà bắt ăn ở ngoài. Lan ba hộp mình nhặt lại xong mà đem xong rồi múc ra cho Huy rồi xong cái mình bỏ con múc vô. Hay là mình bỏ vô hết đi cho Huy khỏi ăn biết ngay. Ác độc. Nói chưa phải cho Huy ăn mới hết. Không, biết sao ngày gì hồi trưa mình thái hành to quá nhờ. Là biết vậy là xà bắp ăn thì nó khỏi. Hành thái cũng hơi to. Hành phải thái nhuyễn nữa. Em nói chuyện nữa, Huy nó cắt nhiều bữa cũ gì đâu. Cái gì đó, bây giờ là bây giờ là xà bắp ăn rồi đó khỏi rồi. Không có gì chứ nữa, em phải mì tôm ăn với hành. Mì tôm ăn với hành. Lát nữa nha, chị Hằng bỏ này nè. Sau khi ăn rau này bỏ uống một chút. Cho chút ăn đi. Còn nước này hay bằng nước mèo luôn á. Này ăn thật là người tí hơn. Này ăn hào vụ phấn tí. Còn cái bếp này là mình phải đặt cho mình làm tóc tú tí mà. Mới nói gì đó. Đổ lại cho bắp nó chín cái ơi. Bị gì? Bị
chị hả? Vâng. Đây Huy là đầu bếp. Đầu bếp à, găng bắp. Huy ơi, bé ơi. Cái gì à Huy, bắp găng bơ rồi gì nữa Huy? Bắp găng bơ là sao? Gì à, gì yêu không, yêu bắp không cần bơ. Cớ gì đấy. Em không cần cớ, em cần anh cớ. Đó. Em cần anh cớ. Làm con hiểu chưa? Ui, nuôi lấy người ta chẳng hát đâu bẩn mắm hả chị? Bé. Bé bỏ cho bờ gốc thì nước mắm cũng bỏ được. Đây là không gian buổi tối của gia đình Tí Hon đang làm bắp. Đây là bỏ tỏi vô đi. Bắp gang bơ nhưng mà bỏ tỏi là phải nãy khi tỏi rồi chị em mẹ ơi. Bắp xong nước mắm à. Út giờ đang tắm nha cả nhà. Mới tắm xong nên là chưa có
tê cả nhà. Ừ. Trời ơi, cả nhà ăn buổi tối, cả nhà thấy cái gì mà không cả nhà? Mỡ nhiễu hả? Dầu. Dầu mỡ không? Bé ơi bé, chị đã béo rồi chị. Thôi bà thêm cái bơ đi Huyền. Chị đã béo rồi. Cho dầu ăn nè, cho dầu ăn nè. Đổ cho thêm. Thôi mình bồi vô đưa cho dầu ăn nè chị hả? Mình béo nhưng mình bổ ít thôi. Chị đã béo rất là nhiều rồi bé ơi. Cái này cũng đúng bánh tráng nướng á. Ừ. Chứ bơ thôi. Chắc được rồi đó. Rồi bánh tráng nướng dữ chưa? Này là bắp nướng, bắp chiên thôi. Sao? Rồi bắp chiên dữ chưa? Dữ rồi. Qua thì đọc comment lên kênh của ai nhỉ? Kênh nấu ăn không có chữ ok đúng không? Ừ. Khán giả nói là mình nên bỏ ra chén đĩa ăn thì hôm nay mà mình giúp kinh nghiệm nha. Không, mình bỏ ra tô cho mình lấy muỗng nhiều vô. Mình bỏ ra tô mình ăn thôi, mình không ăn trong nồi nữa nha. Cái gì vậy? Cảm ơn cả nhà đã góp ý cho tụi em nha. Thôi tụi con. Thôi mà. Thôi. Đổ hết luôn đi. Trời ơi, đồ bếp chị là không ăn càng rồi. Tại cái nước tàu này nó nặng á, cơm nhiều hơn người. Đáng lẽ là kem mới cho bên đây phải nhiều nè. Ừ. Kem nhiều quá. Trời ơi, nhìn nè, một mình Huy nè. Đúng rồi. Có sự so sánh nha chị hai. Sao? Thôi, Huy không có ăn tối ở cả nhà nên là bây giờ Huy ăn bắp đi đói đói đi thiệt á. Ừ. Hồi nãy là món yêu thích của Huy nè. Nói nghe ai à? Huy không ăn, hồi nãy Huy không ăn cơm à? Hồi nãy không ăn, hồi nãy là có em. Ê, đừng có la nha. Sao không ăn? La làm gì nè chị ăn. Ê, ba ba đi. Kìa Huyền bấm cái tô kìa đi. Đi, chị ok. Đi kìa. Ta làm ăn xong rồi chị mình đợi của bán ra của đây. Xào bắp với bánh xèo chứ liên quan gì mà đổ bánh xèo. Ý
được. Mai đổ bánh xèo nè. À, thôi đổ bánh thọt đi. Lấy cái gì thọt? Lấy cái gì? Cái tàu đó ha, đồ bị trái là không ăn mà ngon. Muốn ăn bánh khô thì phải vì Mai nó có ngon xe rơi nè, có dưa khô. Mai Huy đi chợ làm món cà cà ri nha. Mai quay kênh em. Đi chợ nấu cà ri. Em lâu không chưa ăn cà ri. Có chị Út kế bên nè, chị Út chỉ cho. Nhưng mà em đi dưa khô là gì vậy? Rồi, rồi. Người hai vô ăn thử cả ngày rồi đang quay. Kêu cái ramen ăn nha. Thưởng thức miếng của bé Thạch Kiêu là nha, ông bà cô chú. Mời cả nhà nha. Đây, mời cả nhà. Ngon lắm. Chú sắc. Ăn cho cảm nhận, nhận xét. Đừng có khen làm em nữa hả? Phải có gì nói đó nha, đừng có khen làm em. Ngại hả? Em, mọi người cứ kêu em. Em làm ngon, nó sẽ em cứ làm hoài. Mọi người nó hơi mặn. Hơi mặn đúng không? Chị vừa ăn này ngon. Vừa ăn. Hơi mặn. Không phải. Bắp chưa chín nha. Giống như ở mấy cái xe đẩy đẩy người ta hay làm á. Bắp chưa chín nha. Thôi mai mình làm bắp mình đầy đi bán mọi người đi. Ừ. Mai của mình chỉ đi. Đây bé Hạt Tiêu đi bán. Đúng rồi, mai của mình chỉ đi Hạt Tiêu đi. Mai bé Hạt Tiêu đổi nghề. Đi bán bắp xào. Không còn bán bánh tráng nướng nữa, nhưng mà chở qua lại là bán bắp xào. Mà mình cái đấy là ngon ha, bà cô chú ơi. Ngon, ngon. Ừ, chú bơ rồi. Bơ nó bơ nó bơ nè, nên nhấc mắt nó. Béo, nó béo. Cái nào là cũng có tay cho em. Chẳng qua được rồi. Khỏi cần bơ. Ngon. Ngon. À, bây giờ thì video cũng đã dài rồi cả nhà, nên là bé Hạt Tiêu sẽ kết thúc video tại đây nha. Như cả nhà mà thấy video hay thì cho bé Hạt Tiêu một like, một chia sẻ, một lượt đăng ký kênh nha. Và cũng đừng quên là nhấn đăng ký kênh cho tất cả các anh chị em trong câu lạc bộ Bé Bỏng nha cả nhà. Bye bye cả nhà. Bye bye.